cùng với giá xuất khẩu, giá lúa gạo trong nước tiếp tục leo thang. Trong đó tại miền Bắc, giá lúa tăng cao chưa từng có. Hiện giống lúa Nhật J02 với giá bán 8.500 đến 9.000 đồng một ký lúa tươi, tương đương lúa khô từ 13.000 đến 14.000 đồng một ký. Còn lúa Khang Dân chất lượng thấp, trước đây chỉ khoảng 7.000 đồng một ký, nay tăng lên 9.000 đồng một ký. Ở miền Nam, giá lúa tại ruộng tăng thêm gần 400 đồng một ký, lên 8.200 đồng so với tháng 9. Gạo sắc trắng loại 1 lên 14.800 đồng, tăng 450 đồng so với tháng trước. Các công ty, đơn vị thu mua lúa gạo ở khu vực miền Tây cho biết giá lúa gạo đang lên cao và trong dân cạn dần. Giá bán lúa hiện nay là từ 8.200 đến 8.500 đồng một ký, nhưng mỗi ngày nhiều đơn vị chỉ thu mua được vài trăm tấn, giảm từ 2 đến 3 lần so với tháng trước đó. Đây cũng là nguyên nhân đẩy giá lúa gạo tăng cao. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hết tháng 9 năm nay, xuất khẩu gạo của nước ta ước thu về 3 tỷ 600 triệu đô la Mỹ, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.